Dạ vâng, em Tổ Đô Tô Cụ Giá Rẻ Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng. Và cửa tiền thì chỉ loanh quanh khoảng 60 triệu cho đến khoảng 500 triệu thôi ạ. Tất cả mẫu ô tô cũ mà từ 2 chỗ ngồi cho đến 7 chỗ ngồi, cửa tiền loanh quanh khoảng 60 triệu cho đến khoảng 500 triệu các bác nhé. Đấy thì hôm nay em có đầy đủ tất cả các form. Đấy, từ form 2008 form mới cho đến 2019 cho các bác tham khảo luôn. Đấy. Và có 4 chiếc các bác nhá. Đặc trưng của 3 chiếc form cũ này là form của 2008 và đến 2015 đều là nước sơn màu bạc, và một em form mới cứng này, cứng cựa luôn, 2019 tư nhân một chủ biển Hải Phòng các bác này. Đấy, thì em sẽ review từng chiếc một cho các bác tham khảo luôn. Và giá cả hiện tại trên thị trường thì dòng Toyota Innova này nó chênh lệch so với thời điểm vài tháng trước là rất là cao luôn các bác nhá. Đấy. Bởi vì thời điểm hiện tại thì tìm Innova rất là khó luôn. Và đầu tiên thì em quay cho các bác tham khảo chiếc Toyota Innova với phiên bản đời 2008 form mới này. Đấy, hiện tại mang biển tư nhân biển Hà Nội 44171. Đấy, bác nào đang sinh sống làm việc tại Hà Nội, đấy, mua em này vào tên tiết kiệm rất nhiều chi phí luôn. Em này động cơ của nó là 2.0 các bác nhá. 2.0 và bản 2008 form mới này trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ, la răng đúc nguyên bản theo xe, sơn xi bên ngoài tổng thành thì nét căng các bác. Các bác mua những em này về sẵn chỉ việc sử dụng thôi ạ, thay dầu và đổ xăng vào là lăn bánh được luôn, không phải làm bất cứ vấn đề gì cả. Sơn xi bên ngoài bóng bẩy, hộp đèn không bị dập vỡ, không bị chấp hơi nước gì cả. Cái dòng Toyota Innova này thì nó sử dụng cho mình hệ thống gọi là dẫn động cầu sau, cho nên là chạy đường đèo, đường núi hay là đường xa này cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Cái toàn bộ hệ thống cánh cửa của cái em 2008 tư nhân này hoàn toàn là nó không có bị móp méo tí nào cả, tôn vỏ nó thẳng tắp luôn các bác nhá. Nhìn cũng đằng gần con xe này. Có một vài cái điểm nó bong chóc một chút, đó là cái phần gọi là ốp mạ inox phần phía sau này các bác này, nó bong ra một chút thì đang khắc phục dán lại một chút đây. Và em này nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai cảm biến lùi kết hợp với cả hệ thống camera lùi và có đuôi gió cũng như cản nippo, nhìn nó cực kỳ cứng cáp luôn. Đấy, toàn bộ thân vỏ em nó khi mà nhìn từ dưới đuôi nhìn lên các bác này, nó vuông vắn và đẹp tuyệt vời luôn. Tất cả kính chắn gió đều được dán lớp phim gọi là phim 3M, nó chống tia nắng cực tím, nó chiếu thẳng vào người các bác nhá, rất là có lợi luôn. Còn nội thất của dòng Toyota Innova với phiên bản G, đặc trưng của nó là 3 vùng điều hòa cũng như là hệ thống gọi là túi khí an toàn hai quả trên vô lăng phím còi và hệ thống bên phụ. Đấy, 3 vùng điều hòa các bác đầy đủ này. Và nội thất của dòng này thì nó cực kỳ rộng rãi luôn, một mẫu xe gia đình đấy các bác này. Toàn bộ hệ thống gọi là nhựa bên trong của nó các bác nhá, tất cả hệ thống nhựa bên trong của nó rất là đẹp luôn, dường như không dấu hiệu chảy xước gì cả. Và những phần tôn ép bên đường máng nước của nó các bác này, và cái những lô đinh của nó dường như chưa hiện tượng bong chóc gì cả. Đấy. Những con ốc bần phần ti này, ti chống cốp này và những ốc bản lề đều còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy. Không có dấu hiệu gì gọi là sự va chạm đâm đụng gì ở phần đuôi là cả. Nói chung là mọi thứ của nó còn nguyên vuông vắn và đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Hiện tại chiếc Innova G đời 2008 này bên em đề xuất bán với giá là 252 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển bác nhá. Nếu bác nào đúng chân thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các này. Nguyên phần cốp đuôi này từ những hệ thống lỗ kỹ thuật và những cái hệ thống keo chỉ nó còn nguyên zin quá nhá. Đấy là phần cốp của nó, em sẽ quay lần lượt đến phần khoang cánh của nội thất của toàn bộ con xe cho các bác tham khảo luôn. Cánh của em này tất cả hệ thống gọi là nỉ trên mặt tabi của nó, linh kiện phụ kiện của nó còn zin đét đẹp như mới luôn các bác nhá. Và cái hệ thống gọi là sơn giả vân gỗ của nó còn chưa dấu hiệu chảy xước gì cả. Đấy, em này thì là xe nó khá là đều xe, cứng cáp đẹp xe luôn, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin các bác nhá. Nội thất là bọc lớp ghế da các bác này. Nội thất là bọc lớp ghế da màu ghi sáng, tạo khoang nội thất nhìn nó cực kỳ là sang và nhìn khoang nội thất nó sáng sủa các bác nhá. Trên mặt cabin của nó đây có đầy đủ hệ thống màn hình giải trí, đó là màn hình Android xịn sò, thích hợp cả SIM 4G cũng như là cổng nối USB và vô lăng 4 chấu thích hợp với cả cổng với cả một túi khí an toàn. Trên bên kia là bên phụ các bác này, đấy đầy đủ túi khí an toàn luôn và nhựa nhạc bên trong khoang nội thất rất là tươi mới luôn. Còn gầm bệ em này keo chỉ của lốp còn nguyên zin các bác nhá, toàn bộ hệ thống tôn vỏ nó không có dấu hiệu gì gọi là han gỉ mối mọt cả. Đây là gầm của nó đây. Gầm em này rất là sáng từ hệ thống trục cơ của nó các bác này. Trục cầu của nó mọi thứ này, từ cổ bô mọi thứ không có xuất hiện một mối gò hàn nào cả, không hiện tượng gò nắn bóp gì. Chưa hiện tượng gia công gì phần gầm này cả, gầm tương đối đẹp luôn. Đấy. Đấy là chiếc Innova G đời 2008 các bác nhá. Đấy, ngó qua phần khoang động cơ em này một chút nữa. Xem sang quay cái em Innova ở giữa đời 2014 này. Đấy, bản đặc trưng của dòng Toyota Innova G thì nó có hệ thống gọi là chỉnh cái phím gọi là đèn LED ở trong phần đồng hồ các bác này. Đấy. Và gương kính của nó là gương kính chỉnh điện. Mọi thứ trên mặt tabi khá là tươi đẹp luôn. Em này thì nó cực kỳ là cứng xe rồi. Trên hệ thống ghế nó có luôn bộ chuối hạt. Đấy, ngồi rất là êm ái luôn.
Đây là khoang động cơ trước Toyota Innova GR đời 2008 các bác này. Zin cả xe luôn, em này dường như zin cả xe luôn, keo chỉ không mất phần nào. Còn khoang động cơ của em nói em sẽ kiểm tra luôn các bác này, cho các bác tiện theo dõi luôn. Và dòng Toyota Innova form cũ này thì nó ăn đâu đó khoảng loanh quanh mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 9-11 lít trên 100 km các bác nhé. Với cái động cơ 2.0 và cái xác 7 chỗ thì 9-11 lít là chuyện quá bình thường luôn. Khoang động cơ em này thì vô cùng là khô ráo mộc mạc các bác này. Mặt dàn co thì đã qua chỉnh sửa xử lý rồi. Còn đâu mà phần keo mặt máy nó còn nguyên zin các bác nhá. Phần keo máy này, keo vách ngang của máy nó còn nguyên zin, máy chưa đụng con ốc nào cả. Đấy, quá là đẹp tuyệt vời luôn. Máy thì hoàn toàn không hiện tượng gì dầu, sạch sẽ đẹp tuyệt vời. Cụm chia phanh ABS của nó đây. Phần ốc nắp cabo là còn nguyên zin các bác nhá. Keo chỉ cả xe là nguyên zin luôn, chưa có giảm con ốc nào cả. Đấy, khá là tươi, đầu răng ngụm giảm sóc tất cả mọi thứ nó khá là đẹp luôn. Đấy, sang chiếc 2014 form mới này. 2014 mà lên form 2015 các bác nhá. Nó vẫn sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó là đèn halogen thôi, kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm. Và la răng của nó là la răng đúc các bác nhá. 2015 thì la răng của nó là la răng phay. Và tay nắm cửa nẹp trên kính đều được ốp lớp mạ chrome bảo quản chốc xước chống va đập này. Và em này thì ốp viền đèn quanh xe rồi. Có cả hệ thống đuôi gió phía sau, không có cản nippo, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai cái cảm biến lùi. Và chiếc Toyota Innova đời 2014 là bản E các bác nhá. Bản E, một mẫu xe gia đình không taxi vụ gì cả. Đấy, nội thất rất là tươi, bọc lớp ghế da màu camber. Em màu bạc đời 2008 khi là ghế da màu ghi, còn em này thì màu camber. Và trần nỉ nguyên bản theo xe, ba vùng điều hòa đặc trưng của nó đây. Toyota Innova G và khoang nội thất của em này thì nó Innova E các bác nhá. Nội thất em này thì nó rất là rộng rãi, cao ráo luôn. Gầm bệ thì chắc nịch luôn, chạy rất là sướng, chạy đường trường cũng như là đường xa lầy hay là đường đèo đường núi vô tư lự luôn các bác nhá. Động cơ 2.0 máy xăng chạy rất là khỏe, số sàn. Đấy, những cái phần gọi là ốp cột của nó này, tôn vỏ ốp cột của nó chưa bị bong chóc, chưa hiện tượng gò nắn gì cả. Và những con ốc phần gọi là cốp của nó rất là tươi và đẹp luôn, đương nhiên chưa hiện tượng gọi là da con ốc nào cả. Keo chỉ các cánh thì em sẽ kiểm tra luôn các bác nhá. Toàn bộ hệ thống gọi là keo chỉ phần cốp là còn nguyên zin này các bác, là chưa bị bong chóc tí keo chỉ nào cả, chưa hiện tượng gò nắn gì. Đấy, hai cái cảm biến lùi. Còn nội thất em này thì khá là tươi và đẹp luôn các bác. Keo chỉ cốp lốp còn nguyên zin này, gầm bệ sáng choang luôn. Đấy, những cái phần gọi là răng sắt xi của nó này các bác còn chưa dấu hiệu gì gọi là gò nắn cả. Rất là đẹp xuất sắc luôn. Còn đây gầm của nó này, lốp treo này. Cục. Đấy, toàn bộ hệ thống trục của nó này. Và gầm nó rất là sáng và đẹp luôn các bác nhá. Đấy, keo chỉ của em nói em sẽ kiểm tra luôn các bác này. Keo chỉ của phần mặt tabi của nó này. Đấy, tabi rất là tươi đẹp luôn các bác. Một mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình cho nên là hiện tượng nó hao mòn theo thời gian. Nó rất là ít luôn. Đấy, ghế của nó rất là tươi đẹp các bác này. Vô lăng 4 chấu và vô lăng của em này thì nó có một vài cái cải cách so với đời 2008, nhìn nó rất là đẹp luôn. Có một vài cái viền nhựa bên này. Nhìn viền nhựa gọi là sơn giả titan, giả carbon các bác, nhìn rất là tươi và đẹp luôn. Màn hình giải trí là nguyên bản theo xe. Đấy, màn hình này có tích hợp với cả cổng nối USB, hết hệ thống gọi là Bluetooth. Rất là tươi luôn, nội thất rất là ok rồi. Còn khoang động cơ của em nói em nó sẽ kiểm tra luôn các bác. Đấy, chiếc Toyota Innova với phiên bản đời 2014 hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 395 triệu, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Sơn gì các bác không phải lo ngại, không phải làm lại cái gì cả. Đấy, hiện tại mang biển tư nhân, biển Thanh Hóa này. Đấy, xe gia đình. Đấy, khoang máy thì rất là khô ráo, đẹp tuyệt vời rồi. Đấy, máy thì máy zin các bác nhé, cam kết các bác là máy zin. Mặt dàn cò thì đã qua chỉnh sửa một chút. Và trên cái hệ thống gọi là những cái buji đường dây cao áp này cũng qua chỉnh sửa một chút rồi, vệ sinh qua một tí. Và toàn bộ hệ thống gọi là cái phần phanh ABS ở đây, những con ốc phần nắp camo là còn nguyên zin các bác nhé, keo chỉ không mất phần nào cả. Đấy, dòng này các bác mua về mà chạy gia đình hoặc đã đưa thế dịch vụ kiếm thêm thu nhập ở ngoài quá là ok luôn. Được cái form mới, form 2015 nhìn nó rất là cứng cáp và đẹp luôn. Bên này em có một chiếc Innova đời 2010 đó các bác này, cũng là form của 2008 này. Em này cũng là bản 2 túi khí các bác nhá. Hiện tại mang biển tư nhân, biển Hải Phòng 15A19472. Hiện tại chiếc Innova đời 2010 này thì bên em đề xuất bán với giá là 258 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, các bác nhìn cái hệ thống cản trước cản sau của nó này rất là đều đẹp luôn. Toàn bộ hệ thống ốp đèn của nó đều được ốp lớp mạ chrome bảo quản chống xước, chống va đập, và tay nắm cửa nẹp trên kính cũng thế này các bác này. Đấy, đầy đủ đồ chơi. Nói chung là những cái dòng mà xe mà em quay nên hôm nay các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi ạ. Không phải lo ngại gì máy số cả, máy số em đã quay rất là kỹ cho các bác tham khảo luôn. Và bác nào mà cần video chi tiết thì em có thể gửi trực tiếp video đó cho các bác tham khảo luôn. Và em này thì nó cũng thế này, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai cảm biến lùi bản G xịn các bác nhá. Và hệ thống đuôi gió này. Và nhìn nó vuông vắn đẹp tuyệt vời cho các bác. Hệ thống đèn nó không bị dập vỡ trong hơi nước nha các bác nhá. Đấy, con dòng này được các bác mua về chạy dịch vụ thì quá là ok luôn. Đấy, keo chỉ cốp lốp còn nguyên zin này. Toàn bộ hệ thống cốp lốp rất là sáng và đẹp luôn. Đấy, gầm của nó cũng thế các bác. Gầm của nó cũng thế này, gầm xe Hải Phòng các bác yên tâm luôn đây. Cam kết các bác là không có dấu hiệu gì gọi là mối mọt han gỉ cả. Đấy, vừa cũng được sơn, lớp sơn chống thấm và chống han gỉ rồi. Gầm rất là tươi và sáng luôn.
toàn bộ hệ thống gầm không xuất hiện mối gò hàn nào cả. Keo chỉ các cánh nó còn nguyên zin, mặt tabi em này rất là tươi đẹp luôn các bác này. Mặt tabi rất là tươi đẹp luôn, nó nổi hệ thống vân rất là ok. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin các bác nhé. Cũng là mang lên sơn màu bạc, màu truyền thống thằng Toyota Innova. Nhìn cái màu bạc thằng Toyota Innova này cực kỳ cứng cáp và đẹp luôn. Hệ thống túi khí an toàn trên bên phụ các bác này, và hệ thống túi khí an toàn bên vô lăng phím còi nữa. Đấy là hai túi khí an toàn. Đấy bản này là bản form mới 2008 thì trước kia là nó bản một túi khí các bác nhá. Nên form mới 2010 thì nó bắt đầu có hai túi khí. Và trên những hệ thống gọi là giả vân gỗ nó cũng rất là tươi đẹp luôn. Mặt tabi cũng thế các bác này. 258 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển đấy. Các bác còn chần chừ nữa cho một mẫu Toyota Innova. Đấy, mua về chạy gia đình quá là ok luôn các bác nhá. Mặt táp lô của nó, tất cả mọi thứ này rất là tươi và ok này. Chân em này cũng là chân nỉ nguyên bản theo xe các bác này. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Thằng Toyota Innova này nó được cái là máy số chạy rất là khỏe, chạy đường trường hoặc là đường xa lầy, đường vũng lầy, đường đèo rất là ok luôn. Nó bất chấp nó vượt qua tất cả mẫu xe gọi là như thằng Xpander hay là thằng Suzuki gì đấy. Là không thằng nào ăn được nó các bạn. Bởi vì nó động cơ 2.0 và hỗ trợ cầu sau, còn thằng Xpander động cơ 1.6 nội thất thì ọp bẹp mà đi lại thì rất là, nói chung là được cái form nó rất là đẹp. Đấy, thằng Xpander thì không cãi được, không bàn cãi được cái form nó rất là đẹp, nhưng mà nó bị cái nội thất nó rất là chật và động cơ nó rất là yếu. Các bác đi trải nghiệm một thời gian dài, cảm giác là máy nó xuống là đi nó rất là yếu luôn. Thằng Toyota Innova là thương hiệu của Nhật Bản rồi, lúc nào cũng top 1 trên thế giới về cái chất lượng của xe các bác. Các bác tham khảo trên Google hoặc là các bác tham khảo trên YouTube ạ. Rất nhiều anh em phân tích về những mẫu Toyota Innova hoặc là những mẫu xe khác của thằng Toyota, nó là top 1 trong danh sách gọi là của thế giới luôn, chứ không phải là của Việt Nam mình nữa các bác nhá. Nó khẳng định thương hiệu trên thế giới rồi. Đấy, nói chung là những cái thiết kế của nó tối giản cho người tiêu dùng, rất là ít option, và nó máy số của nó được cái bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và rất là lành lặn. Chi phí bảo trì bảo dưỡng thì rẻ và đồ dùng thay thế phụ kiện thì tràn lan trên thị trường các bác nhá. Đặt đâu cũng có. Còn mặt tabi này rất là tươi đẹp luôn. Đấy, đời 2010, một mẫu xe gọi là các bác mua về đi gia đình hết ý luôn các bạn. Xuất sắc luôn ạ. Keo riêng cái phần keo chỉ các cánh là còn nguyên zin, còn khoang động cơ chút nữa em sẽ kiểm tra luôn các bác nhá. Đấy. Có như nào em báo chuẩn các bác luôn. Đấy, các bác nào mà không tiện đi lại thì có thể làm việc trực tiếp với em, online trực tiếp với em luôn. Đấy, thương lượng về giá cả cũng như là em sẽ cung cấp thông tin hình ảnh qua Zalo và qua số điện thoại cho các bác. Đấy, màn hình giải trí cũng là màn hình OLED xịn sò rồi. Và số điện thoại của em là 0389726738 các bác nhá. Nội thất rất là tươi đẹp về chiếc Innova GL 2010 này các bác. Mà giá rất hợp lý luôn. Đấy, giá rất hợp lý luôn, chỉ có 258 triệu thôi, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Phanh ABS và túi khí an toàn đầy đủ đấy. Màn hình giải trí tất cả mọi thứ ở đây. Đèn LED chỉnh đồng hồ đây. Người ta có thể độ tất cả mọi thứ nhưng mà đèn LED này không ai người ta độ lên các bác nhá. Rất ít người ta độ lên full bản G cả. Đấy. Mọi thứ rất là tươi mới rồi. Vô lăng 4 chấu khoang động cơ em này thì máy nổ rất là êm các bác nhá. Máy nổ rất là êm luôn. Rất là tươi mới về chiếc Toyota Innova GL 2010 này. Đấy, một sự lựa chọn hoàn hảo các bác nào mua về đi gia đình. Đấy, hoặc là mua về đá đưa thêm tí, kiếm thêm tí gọi là thu nhập bên ngoài bằng cách chạy dịch vụ quanh làng quanh xóm quá là ok luôn. Đấy. Khoang động cơ em này các bác này, máy rất là đẹp luôn. Khoang động cơ đang bật điều hòa mà dường như là máy nổ rất là êm và tròn tiếng luôn. Và cũng đã mọi thứ trong khoang động cơ này nó còn mộc mạc và xuất sắc luôn các bác, không có hiện tượng gỉ dầu gì cả. Máy nổ thì tròn tiếng quá là ok. Keo mặt máy nó còn keo vách ngang máy nó còn nguyên zin các bác nhá. Mặt dàn co thì kiểu gì cái dòng này cũng qua chỉnh sửa xử lý rồi. Đấy. Cùng chia phanh ABS vào đây, hai bên tai đèn, phần nắp ốc nắp cabo nó còn nguyên zin này, keo chỉ các bác là bao zin cả xe luôn. Nó vuông vắn và đẹp tuyệt vời luôn. Một vài con ốc nó ốc lồi cho nên là ngấm nước mà va chạm một chút thôi. Chảy xước với mà chút gọi là clip biết thôi là nó han gì là chuyện bình thường các bác nhá. Còn nó đâu răng mấy ủi giảm sóc của mấy này cả bên tai của em cam kết bác là hoàn toàn là chưa có dấu hiệu va chạm đông đụng gì cả. Quá là xuất sắc về chiếc Innova GL 2010 luôn mà cửa tiền rất là hợp lý, 258 triệu. Đấy, sang đây em có một chiếc form mới cứng luôn, cứng cựa đời 2019 các bác này, tư nhân một chủ biển Hải Phòng. Đấy, chiếc này thì là được sản xuất năm 2019, đăng ký lăn bánh 2010, trang bị cho mình động cơ 2.0 sơn xi tổng thành bên ngoài, mang nước sơn màu khá đặc trưng, màu đẹp của nó luôn. Đó là màu sơn màu xám đá các bác nhá, màu xám đen. Đấy, toàn bộ hệ thống cản trước cản sau nó rất là đều đẹp. Và hệ thống đèn chiếu sáng của thằng Toyota Innova này qua bao nhiêu đời, qua bao nhiêu phiên bản nó vẫn sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng là đèn halogen. Ở bên đèn này rất là bền bỉ, rất là lành. Sơn em này rất là tươi và đẹp luôn, đời 2019 quá này. Đầy đủ hệ thống đèn gầm và la răng của nó là la răng đúc lốp dép về 5 quả lốp theo xe quá nhá. 5 quả lốp theo xe. Tay nắm cửa nạp chân kính xi nhan thích hợp chân gương này, rất đầy đủ đồ chơi rồi. Và form của thằng Innova GL 2019 này, bản E 2019 này thì hệ thống của nó là đèn gánh quá này. Đèn hậu của nó là đèn gánh. Và trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai cảm biến lùi, camera lùi, tất cả mọi thứ đầy đủ luôn. Đấy.
Và nhìn em này, cốp đuôi của nó rất là vuông vắn và đẹp tuyệt vời, xuất sắc luôn. Keo chỉ có lốp còn nguyên zin các bác nhá. La răng còn chưa vết xước gì cả. Còn gầm của nó này, gầm em này thì không phải bàn cãi các bác nhá. Gầm rất là đẹp luôn, sáng tươi. Đấy, ăn đứt những cái dòng gọi là Hispaner luôn. 2.0 mà hỗ trợ cầu sau thì bác càng đi đường xa này nó càng sướng xe. Và chở càng nhiều người nó càng đầm, càng chắc, chạy đủ tải nó chạy càng bon xe các bác nhá. Đấy. Được cái đặc trưng thằng Toyota Innova nó rất là nhiều lợi thế luôn. Và nội thất rất là rộng rãi các bạn. Nội thất rộng rãi, như anh em nào cao 1m7, 1m8 mà to đô con nặng khoảng tầm 80kg, chạy ngồi 8 anh em rất là thoải mái luôn, rộng tuyệt vời. Vô lăng 4 chấu rất là cứng cáp và đẹp các bạn ơi. Tích hợp cho mình hệ thống phím khiển và điều khiển giọng nói. Màn hình Cova, tích hợp cả SIM 4G và Bluetooth, Wi-Fi các thứ đầy đủ luôn. Xuất sắc luôn các bạn. Trên mặt tabi của nó còn zin nguyên bản theo xe và được bọc lớp nỉ này. Lớp nỉ tùy theo bộ hệ thống nội thất các bác bọc màu gì. Của em này thì người ta bọc màu bã trầu này. Thì tất nhiên màu nỉ bên trong này người ta cũng phải làm màu nỉ để cho nó kết hợp nhau hài hòa. Và keo chỉ em bao zin cả xe các bác nhá. Bao các bác test hãng thoải mái trên toàn quốc luôn ạ. Ô tô chuẩn em này mới chạy có hơn 5 vạn ạ. 5 vạn 2 các bác nhá. Đấy, về chiếc Toyota Innova G, Innova E đời 2019, bản này bản E các bác nhá, không phải bản G. Đấy. Rất là tươi đẹp luôn. Keo chỉ các cánh, nội thất tất cả mọi thứ này, sàn cũng là sàn da và nội thất là trần nỉ nguyên bản theo xe. Hai vùng điều hòa, ba vùng điều hòa các bác nhá. Ba vùng điều hòa. Đấy. Nói chung là ngồi dòng Innova là rất là rộng rãi, các bác có thể mua về đi gia đình rất là ok luôn. Nguyên khoang cốp của nó khi mà gập ghế xuống thì phải nói là rất rộng rãi luôn. Và ngồi bên trong của nó thì cảm giác nó rất là đầm xe và nó cao ráo, cảm giác đi đường nó không bị, kể cả vào ổ gà, nún nó không bị sóc, bị chạm đầu cả. Đấy, toàn bộ hệ thống này. Em này thì zin bản nguyên bản 100% luôn các bác, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ hệ thống gọi là tôn ép phần phía cốp đuôi của nó các bác này. Và những cái lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật nó còn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, em này thì em có video đầy đủ chi tiết rồi. Tả em nó không ngoại bằng, ngoại ngành góc cạnh luôn. Đấy, keo chỉ của lốp, keo chỉ phía sau cốp này, cũng như toàn bộ hệ thống nhựa bên trong nó khá là tươi và đẹp luôn. Còn khoang động cơ em này thì em cam kết các bác làm keo chỉ máy số nó còn nguyên zin các bác nhá. Khởi động khoang động cơ em nó lên này. À, khoang động cơ em này thì chìa khóa của em nó thì anh em nào cầm mất rồi. À đây rồi. Với cái giá hiện tại chiếc Toyota Innova E đời 2019 này bên em đề xuất bán với giá là 639 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Đấy, quên thông báo các bác là Toyota Innova này form mới này thì nó có cả hệ thống gọi là cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo ngang. Đấy. Chống trơn trượt tất cả các thứ. Và em này bản này bản 7 túi khí an toàn các bác nhá. Bản 7 túi khí an toàn. Đấy, những con ốc phần gọi là ốc bản lề nó tươi và đẹp chưa, tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn các bác này. Khoang động cơ máy nổ thì quá là ok. Máy Innova mà nổ như này quá là ok rồi, tuyệt vời. Đấy các bác, 639 triệu. Thì một mới là 2019 và đăng ký điểm đầu là 3/2020. Đẹp xuất sắc luôn. Ô. Ai đâu ạ? Bây giờ em mới đặt được cái phần nắp capo của nó các bác này. Đấy, máy nổ rất là êm các nha. Máy nổ rất là êm, khoang máy thì zin từ mặt dàn cò thì đi chấm sơn 7 màu, nhà máy còn nguyên zin luôn các bác nhá. Quá là xuất sắc luôn. Đấy, những phần đầu răng tai đèn của nó, những lỗ kỹ thuật của nó cho mua luôn, xuất sắc luôn các bác. Máy thì hoàn toàn không hiện tượng gỉ dầu và tiếng động lạ gì cả. Toàn bộ hệ thống khoang động cơ vô cùng là sạch sẽ, khô ráo, mộc mạc. Ốc phần nắp capo còn nguyên zin, keo chỉ không mất phần nào cả. Đấy, bác nào đúng chân theo lô trực tiếp cho em các bác nhá. Theo số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 ạ. Nếu bác nào mà thích Fortuner thì bên em còn dòng máy dầu đấy đó, được sản xuất năm 2010, trang bị cho mình động cơ 2.4 số sàn. Và dòng này là dòng một cầu các bác nhá. Điểm kiểm tra xem nó mấy cầu. Dòng này dòng một cầu các bạn. Hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 468 triệu, sơn xi măng sơn màu bạc khá là tươi đẹp luôn, hài hòa, kết hợp với tất cả màu mạnh rất là ok. Cái form dáng của nó này nhìn nó rất là đồ sộ, gầm cao máy thoáng này. Quá là ok luôn, thân vỏ bên ngoài dường như là chưa có bị méo mó xô lệch chỗ nào cả. Đấy, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống camera lùi. Fortuner phiên bản là số sàn 2 cầu, à 1 cầu, máy dầu quá này, rất là tươi đẹp luôn. 468 triệu thôi các bác nhá. Đấy, nội thất rất là tươi. Đấy, trên mặt tabi của nó này được dán đề can tất cả mọi thứ này. Bảo quản phần mặt tabi rất là ok. Đấy, keo chỉ cam kết các bác bao zin cả xe các bác nhá. Keo chỉ của nó thì bao zin cả xe. Đấy, một mẫu xe đẳng cấp danh luôn. Một mẫu xe đẳng cấp doanh nhân là đi những dòng này quá là ok, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống hai túi khí an toàn, gầm cao. Em này thì ngồi lái nó cao hơn dòng Toyota Innova một chút các bác nhá. Và nội thất của nó cũng rộng hơn một chút. Đấy, nó dòng này thì đẳng cấp hơn dòng Toyota một chút rồi. Toyota Innova một chút rồi. Đấy, nói chung là nó thuộc cái dòng gọi là xe của thương gia. Toàn bộ hệ thống gọi ba vùng điều hòa nó đây.
một vài cái đặc điểm nó cũng khác không bọt mấy thằng Innova rất là nhiều. Cột kéo tất cả mọi thứ đây, còn zin nguyên bản theo xe rất là tươi đẹp luôn, hộp đèn không dập vỡ, chấp hơi nước gì cả. Đấy, khoang động cơ em nói thì máy dầu thì tất nhiên bây giờ 2010 này thì cũng phải cần phải kiểm tra các bác nhé, xem nó làm lại chưa. Đấy, mặt tabi của nó thì chủ cũ người ta độ rất nhiều, dán rất nhiều gọi là hệ thống, gọi là những cái phần gọi là đề can. Và máy dầu thì bao giờ khởi động nó cũng, tiếng động nó cũng kêu hơn một chút. Trần nỉ nguyên bản theo xe các bác này, và phím còi này, mọi thứ ô đô chuẩn mới có hơn 18 vạn tí thôi, 2010 nói chung là 18 vạn là chấp nhận được các bác nhé. Vô lăng củ số tất cả mọi thứ rất là tươi luôn. Cái dòng này các bác hoàn toàn yên tâm, vấn đề không taxi bụi cả. Hoặc là các bác mua về có thể sử dụng thêm taxi cũng được, dịch vụ cũng được để kiếm thêm thu nhập. Mà máy dầu chạy nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. 2.4 thì mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh khoảng 8 lít thôi nhá. 8 lít chìm chặt nhá. Đấy, con động cơ này là đấy, được vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ đẹp tuyệt vời luôn. Dường như không hiện tượng kỳ dầu cả, máy nổ tiếng gõ, tiếng động lại cả, máy dầu nổ này rất êm rồi các bác nhá. Máy dầu mà nổ này rất êm một. Cái con động cơ này tươi tắn và đẹp tuyệt vời xuất sắc luôn. Này zin từ phần nào phải là lắp turbo chứ còn lốc. Phần bản lẻ lắp turbo còn nguyên zin, tai đèn thẳng tắp luôn các bác nhá. Đấy, quá xuất sắc luôn. Tuyệt vời luôn các bác. Đấy, bác nào mà đúng chân mấy một trong năm mẫu xe của Toyota dòng 7 dòng gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi hôm nay mà em quay lên đấy ạ. Đúng chân thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 ạ, để em tư vấn trực tiếp từng mẫu xe một cho các bác tham khảo luôn. Vâng, đây có bác đang xem xe trực tiếp tại bãi đây các bác này. Đấy, các bác rảnh có thể ra trực tiếp tại địa chỉ của em chỗ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng, xem mà đi thử luôn, trải nghiệm luôn các bác nhá. Đấy, cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.